Dự án The Global City Thủ Đức. The Global City tọa lạc tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án nằm tiếp giáp với tuyến đường cao tốc Long Thành, Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô dự án The Global City Thủ Đức. The Global City có tổng diện tích là 117,4 ha với mật độ xây dựng chỉ khoảng 41%. Dự án được chia làm hai khu là khu nhà ở 22 ha và khu sân gốp 92 ha. Khu nhà ở 22 ha bao gồm 193 căn biệt thự, nhà liền kề có sân vườn, 20 tháp chung cư với khoảng 10.000 căn hộ cao cấp và 80 căn penthouse, các căn chung cư với diện tích đa dạng từ 50 đến 150 m2. Dự án The Global City có quy mô rộng lớn và nằm cạnh sông Rạch Chiếc nên các cư dân tại đây được sở hữu các tiện ích như bến du thuyền, trung tâm thương mại, công viên cảnh quan, hồ bơi, khu thể dục thể thao, gym, spa và hệ thống sân gốc 18 lỗ. Nằm tại trung tâm phường An Phú cũng như thành phố Thủ Đức nên The Global City tiếp cận được các tiện ích ngoại khu như chợ Thạnh Mỹ Lợi, chợ Cát Lái, bệnh viện đa khoa quận 2, hệ thống trường học các cấp. Tọa lạc tại khu đất rộng 117,4 ha tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức, dự án từng được biết đến với tên gọi Sài Gòn Bình An và được thị trường đặc biệt chú ý vì quy mô rộng lớn và vị trí đắc địa, kết nối thuận tiện. Tuy vậy, dự án đã im ắng trong suốt một thời gian dài trước khi về tay MasterJoy Home và đổi tên thành The Global City từ tháng 1 năm 2022. Đúng như tên gọi, dự án được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, một khu đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản của thành phố Hồ Chí Minh, một downtown, khu trung tâm mới của thành phố. MasterJoy Home cũng đầu tư mạnh cho dự án khu đô thị đầu tay khi hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới như tư vấn kiến trúc Foster Partner, thiết kế cảnh quan WATG, kỹ thuật xây dựng Tung Feng và giám sát dự án Atelier. Đáng chú ý nhất trong đó là Foster Partner, một gã khổng lồ trong làng thiết kế kiến trúc và đô thị thế giới, đơn vị đã từng thiết kế các công trình biểu tượng như tòa tháp The Gaikin, London, tòa tháp The Hertz Tower, New York, trụ sở Apple, California. Thêm vào đó là WATG, đơn vị thiết kế quy hoạch tổng thể, kiến trúc, cảnh quan và nội thất danh tiếng hàng đầu thế giới, đối tác thân thiết của nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng sang trọng như Estate Visit, Four Seasons, Intercontinental trên khắp các châu lục. Phân khu nhà phố Soho tại trung tâm khu đô thị The Global City. Ra quân ngày 17 tháng 3, dự án The Global City cho ra mắt phân khu nhà phố Soho, được định vị cao cấp với thiết kế và xây dựng tuân theo tiêu chuẩn quốc tế. Các sản phẩm nhà phố Soho dự kiến sẽ có mức giá cao hàng đầu thị trường của thành phố Thủ Đức. Phân khu nhà phố Soho được đặt tên với cảm hứng từ khu vực sầm uất, nhộn nhịp mua sắm nhất của những thành phố toàn cầu như London và New York. Sản phẩm nhà phố Soho sở hữu thiết kế hiện đại, linh hoạt theo chuẩn mực quốc tế từ các kiến trúc sư Foster Partner, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và âm hưởng đô thị đặc trưng của Việt Nam.